Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư. Đây là tài khoản 429789 của học viên của mình. Theo học mình đến đây là hơn một năm rồi. Anh tên là Dương Khắc Tiệp nhé. Đây 429789 tài khoản like nhé. Like server 3 nhé. Đó mọi người xem. Đó, XC Market level 3. Rồi. Bên này chính là lịch sử giao dịch của anh. Đây, tôi sẽ gọi tài khoản này giao dịch từ ngày 14 tháng từ ngày 14 đến 16 tháng là tháng 10 năm 2016, mọi người xem. Đó. Tài khoản này được nạp vào là ngày 14 tháng 10 năm 2016. Khi mà nhà đầu tư coi một cái lịch sử giao dịch phải coi được cả mặt trước và mặt sau. Mặt trước là xem họ còn có vướng lệnh gì không. Đây, lệnh bên này đang giải một cái CO ngay từ trên này. Chưa tin FOMC ngày hôm nay. Đó. Rồi. Mặt sau là tổng toàn bộ lịch sử giao dịch. Đó. Mọi người xem. Đây là một trong những tài khoản của học viên thôi. Anh đang làm kỹ sư ở giữa Bình Thuận, kỹ sư điện ở Bình Thuận. Yeah. Theo học thôi. Đến giờ là hơn một năm rồi. Đó. Mọi người thấy đây toàn bộ khuôn hết. Một lát nữa sẽ qua bên kia, tôi sẽ xuất hết ra cho mọi người xem. Khi mà nhà đầu tư đi học ở bất kỳ đâu ấy, thì khuyên thật nhà đầu tư giao dịch Forex muốn thành công, bạn phải coi được cái lịch sử giao dịch của cái người đứng ra dạy cho bạn. Bởi vì người đứng ra dạy cho bạn, họ giao dịch được thì bạn mới giao dịch được. Đây chính là lịch sử giao dịch của học viên tôi. Deposit vào 1.386 đô, rút ra được 1.756 đô. Vẫn còn lại đây là 815 đô nha. Đó, bên này là gì nhỉ? Bên này mọi người thấy chay vẫn còn lệnh đây. Đó. Đây, thế này tôi sẽ đưa qua lịch sử giao dịch. Đây. Tài khoản 429789 của Dương Khắc Tiệp nhé. Đó. Mà nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư giao dịch thì khuyên thật nhà đầu tư nên giao dịch với đòn bẩy là 1/500, đừng giao dịch ít hơn hoặc lớn hơn. Đó, mọi người thấy này. Anh giao dịch từ ngày 14 tháng 10 năm 2016 anh bắt đầu mới để bút rút rồi. Và mọi người thấy phí commission đấy rất là thấp. Tôi đánh rất là thấp luôn. Đó, đây full hit của anh. Đó, khi mà nhà đầu tư học bất kỳ của ai đó phải yêu cầu xuất được trên cái lịch sử giao dịch này. Mọi người thấy đó. Khi mà xuất được cái lịch sử giao dịch này thì người đó mới là gì nhỉ? Chơi được chứ không phải là chụp hình. Bởi vì chụp hình chúng ta là gì nhỉ? Chúng ta có thể thấy được là nhờ rất nhiều cái người đi ra dạy training ở trong cái nghề này họ sẽ sử dụng cái phần mềm Photoshop lại. Thì tôi hay chụp hình xong thì tôi quay lại full video clip lại của full cái tài khoản này, cũng giống như cái này tôi quay full lại. Thì cái này nếu mà nhà đầu tư nào thích có thể inbox tôi bằng Skype hoặc là nhờ điện thoại cho tôi 0933331585 hoặc 0966661585 thì cần thì tôi sẽ gửi cho những cái lịch sử giao dịch của tất cả những tài khoản giao dịch này. Các bạn có thể so sánh tài khoản này tăng lời nhé. Đó. Đây là nguyên toàn bộ lịch sử giao dịch của anh Dương Khắc Tiệp. Đó, người theo học của bên đào tạo website đào tạo Forex đến nay là một năm rồi. Đó. Xin cảm ơn nhà đầu tư.